trời ngon nè, mà vừa ăn mà ngoài trời có trăng sáng nữa. Thấy không khí thiệt là ấm cúng, nhìn thấy giống hệt hồi xưa mà thưởng thức cái thú vui tao nhã vậy đó. Thích thiệt. Ờ ha, biết sao nay trăng tròn không? Bữa nay là ngày 16 đó. Trăng nó tròn như cái dĩa. 16 là ngày gì? Nè, thôi nha, có tin là chị trừ lương tháng này của gì không? Em đâu nói ngày 16 là ngày của hồn cắt đảng đâu mà trừ lương. Ông Chiến, ông có coi phim ma sói không? Những cái ngày trăng tròn là con sói nó xuất hiện đó. Mà mỗi lần nó xuất hiện là nó Diễu. Dì Dì đừng có nói lung tung nữa mà làm cả nhà sợ bây giờ. Cô đừng có sợ nha, dì Hiếu nói lung tung thôi à. Em xin lỗi, em không nói nữa đâu. Mọi người có nghe gì không? Mọi người có nghe giống em không? Em nghe có tiếng gì đó. Đừng có nói con mình em nghe thôi nha. Bây giờ nữa kìa. Lên phòng piano coi thử. Mọi người đi đây, em đi đâu sợ quá. Diễu, làm gì lão ngoài vậy? Thôi nha. Bà chủ, để tôi đi trước cho. Một mình chú có được không? Dạ, hên xui, tôi lấy hết can đảm. Thôi đi chung đi. Dạ. Dạ được, để tôi mở cho. Thì mở đi. Dạ. Thảo, có thấy ai không? Thấy gì không? Gì không? Qua bên kia thử coi. Dạ. Thấy không? Dạ có không chú. Không có gì hết trơn à? Dạ không sao đâu. Gì lạ không chú Chiến? Dạ không có gì lạ bà chủ.
Bà chú. Gì vậy? Gì vậy chú? Chú thấy gì vậy? Hả? Độc quyền trên ứng dụng THVLI.